anh em, chúng em đã quay trở lại kênh Cây Thang. Trong về mình sẽ review với anh em một cái bộ sản phẩm rất là thú vị để cho anh em game thủ. Chuột máy tính, bàn phím máy tính, bàn máy tính cho game, những cái gaming game thủ thì có hết rồi. Và đây là tiếp theo là loa máy tính. Đấy. Hay như hình nói chung là cái gì cũng gaming. À, loa gaming. Đấy, cái gì cũng gaming, liên quan đến gaming. Đấy, từ bàn phím chuột tai nghe. Đấy, cây, bây giờ là loa. Đấy. Đến từ cái kết cái pass để chuột, cái chuột bàn phím cũng có led đổi màu, bây giờ loa cũng có led đổi màu các kiểu cho gaming. Và đây là một sản phẩm gaming, loa gaming đến từ nhà Blitzwatch. Đấy, Blitzwatch mình đọc không chính xác đâu nhá anh em thông cảm. Bởi vì thú ít này. Đấy, đọc theo tiếng Việt của mình. Đấy thì hãng này thì cực kỳ nổi tiếng ở trên Bangwood rồi, anh em không phải bàn cãi. Hãng này thì toàn đồ công nghệ xịn xò thôi, nhưng mà giá nó cũng không rẻ lắm. Ok, rồi chúng ta sẽ xem loa nó đẹp như nào nhé. Đây có thông số như là DC 5V 10W. Đó, loa công suất 10W của công ty Blitzwatch. Ok em. Đây. Blitzwatch thì đều có hai cái này. Mình quá quen thuộc rồi, tại vì mình mở hộp nhiều sản phẩm của Blitzwatch. Và loa bọc xốp này, hai đầu này, nói chung là anh em cứ an tâm về chất lượng của Blitzwatch nhá. Mình dùng nhiều sản phẩm của họ nên mình biết, từ đèn này, đèn ngủ này, bàn phím máy tính này, những cái gì nhỉ, loa cũng có, loa Bluetooth cũng có đó. Và bây giờ là loa gaming thì Blitzwatch thì cũng có những cái đồ cũng khá là rẻ. Đấy, và đẹp. Rồi, đây anh em thấy chưa, thiết kế này, hình này, đó, con sói này, đèn này, Bluetooth, có Bluetooth và Bluetooth nữa. Cầm trọng lượng cũng không phải là nặng lắm nhanh nha. Rồi, và thiết kế nó kiểu cũng hầm hố đấy, kiểu gaming mà góc cạnh, góc cạnh rất là nhiều góc cạnh các kiểu. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì đây, cái này là cái đồng tâm, là cái chỉnh volume à. Đúng rồi, à chỉnh tắt bật đây, tắt này, bật, chị xò chưa. rất là tinh tế nhá, kiểu đồng tâm. Bình thường tắt bật công tắc thì anh em thấy toàn để đằng sau đúng không, nhưng mà không, cái này họ làm đằng trước, nhưng mà họ làm theo kiểu cái nút đồng tâm nên nhìn nó đẹp, nó không thô. Đấy, ở dưới này cái thông số như là 5V 2A và 25W, nói chung là mỗi loa là 5W. Đấy, để xem 5W thì nghe nó to nhá. Ở dưới này là cái cao su này, cao su chống trơn trượt. Đấy, chỉ thế thôi, cầm nó là nhựa và nó cảm giác nó DC 5V. Đây, ở đây chúng ta sẽ có cắm một là cái đèn, cắm đầu 3.5 cắm vào các sau máy tính, hay là cái USB để cắm để bật đèn để xem lên hình nó có đẹp không. Ok, đây mình để vào cái bộ cây máy tính của mình, anh em thấy nó khá là hầm hố đúng không? Xin phép đoạn này mình để giọng thật của mình nhá, để cho anh em nghe chất lượng của cái chất lượng chính xác của cái loa này. Thì mình vừa nghe thử thấy cũng ok. Đấy, nói chung là 10W thì cũng chấp nhận được anh em ạ. Đấy, nói chung là nghe cũng không phải là hay lắm mà cũng không phải là dở lắm. Đấy, đó, có bát bùng các kiểu đây. Và anh em có thể nghe qua Bluetooth nhá. Đấy, đây là mình đang nghe qua máy tính. Thì mình cắm cái dây 3.5 đằng sau vào cái kết này này. Đó. Và cắm thêm USB thì chúng ta sẽ bật được cái đèn led này. Đó, hoành tráng chưa. Nhảy kiếc các kiểu luôn. Đấy, có mấy chế độ nhảy luôn. Đây, và nút trên là nút cảm ứng nha anh em. Đấy, đấy màu đỏ này. Đấy, đỏ hợp với cả bàn phím, với cả chuột của mình màu đỏ. Đấy, hợp với cả cái trackpad của mình màu đỏ, full đỏ luôn. Đấy, thì đây, cái quả kết nó có Bluetooth này. Đấy, Bluetooth. Đó, đang kết nối Bluetooth với điện thoại hay gì đó. Đây, đây là đang kết nối máy tính. Có hai chế độ kết nối, rất là hay. Nói chung là công suất nó 10W, cắm qua USB nên âm thanh nó to như này là ổn anh em ạ. Đó, và nó nhỏ gọn như này là ổn. Anh em không thể so sánh với những cái loa mà dùng cắm vào nguồn điện nhá, công suất cao nhá. Cái này là cắm USB mà công suất nó như này là quá to rồi. Đấy, đây mình chỉnh mắt luôn này. Đấy, cái núm vặn này, có cả đèn led luôn, đèn led ở cả vạch vạch này này. Đó, núm vặn đồng tâm rất là đẹp. Đây anh em nhìn thấy cái đèn led ở cái núm vặn không? Đấy. Đấy, bát điếc hơi ổn đấy.
Và mình chấm được khoảng đấy khoảng 8,5 điểm. Có bát. Không phải khỏe nhưng mà có bát. Đấy. Hơi ổn, cái này nghe nhạc nhẹ thì cái này nghe nhạc nhẹ hợp lý này. Đấy. Đấy, chữ vặn to nhỏ. To. Đây, còn vặn to ở trên. Đây. Công suất mình mới để 35 36 này. Đó. Đấy. Đấy, 90 to chưa? Thôi mà sẽ chắc chắn là sẽ bị rè anh em ạ. Anh em để nhỏ thôi. Cho đỡ rè. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm loa gaming. Đó, nhỏ gọn, cắm qua cổng USB, không cần cấp nguồn điện mà công suất cực kỳ khỏe luôn. Nghe to. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Anh cảm thấy video này và thú vị, đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Bye bye. Đấy, bàn phím đèn led, chuột đèn led, trackpad đèn led, case đèn led này, bàn đèn led, bây giờ loa cũng phải đèn led, thế mới nó mới cùng tông các kiểu chứ.